Rồi mình xin chào tất cả các bạn ha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình cũng cập nhật lại mấy cây sứ mà bữa hôm mình cũng giới thiệu với các bạn á, là mấy cây kỳ duyên mini mà có cái dáng đẹp đó các bạn. Thì cách đây 1 tháng là mình cũng đã đập thùng cái mấy cây này, thì mình cũng đã giới thiệu cùng các bạn là sứ kỳ duyên mini có cái dáng đẹp đó các bạn. Đó thì hôm mình đập thùng mình cũng đã chia sẻ với các bạn. Thì cái hôm mà mình trồng lại á, mình cũng xả hết tàn rồi mình xử lý rễ nó xong, mình cũng phơi đi khoảng 1 tuần sau mình mới trồng. Thì cái hôm mình trồng lại là mùng 5 tháng 5 đó các bạn. Đó hôm mấy là mấy cây sứ này hôm mùng 5 tháng 5 mình trồng lại là mình cũng tạo dáng cho nó. Đó, cái hôm mình mua về thì nó cây nào cũng đứng thẳng hết à, mà rễ của nó thì nó bó lại cả cục á. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn là mình cũng tỉa hết rễ nó rồi, xếp rễ lại, rồi mình cũng sửa, cũng tạo cái dáng cho nó để cho nó có cái dáng bay rồi dáng này dáng kia cho nó đẹp rồi các bạn. Thì đó là đây là mấy củ, đây là 4 củ nè. Thì mình trồng lại cái hôm mùng 5 tháng 5 âm lịch, dương lịch. Hôm nay là 30 tháng 5 rồi các bạn. Thì từ hôm mình trồng đến nay là 25 ngày. Đó mình xả tàn mình trồng lại là 25 ngày. Đó các bạn thấy là bây giờ đó là nó đã ra đâm tược ra lá phát triển tốt rồi các bạn. Đó thì bao nhiêu lần mình cũng chia sẻ với các bạn muốn cho cây sứ của các bạn nó phát triển tốt á, trồng lại nó phát triển tốt á, thì mình cũng nói là mình xả tàn để cho nó khỏi lấy cái chất ở cái củ nuôi tàn đó các bạn. Đó cái củ nó vẫn cứ giữ lại cái chất đó y nguyên á, lúc mà các bạn trồng lại á là nó gặp nước á, bắt đầu là nó củ nó vẫn còn khỏe mà, thế là nó đưa lên nó phát triển ra tược ra là rất tốt các bạn. Đó thì cái mấy cây này thì đó là hôm nay là mình cũng chứng minh cho các bạn thấy là mình trồng lại 25 ngày mà hôm nay là nó đã ra như vậy, thì có phải là nó phát triển rất tốt không? Nếu mà các bạn mà để tàn á, lúc các bạn trồng lại á, là lúc đó là cái củ nó yếu lắm, nó sẽ nuôi tàn, nó nuôi tàn cho nên nó không có phát triển mạnh được, lúc đó tàn nó cứ nó ra rất phát triển rất chậm nha các bạn. Thì đó thì tôi cũng quay cho các bạn thấy là sau 25 ngày là bây giờ là cây nó phát triển là tốt như vậy nè. Đó là những cái tàn này á, là nó sẽ nhân nhánh lên nè các bạn. Một ấy của nó sẽ nhân lên làm 2 tược cho đến 3 tược nha các bạn. Đó thành thử ra lúc mà cây của các bạn nó nhánh thì lúc nó đầu nó ít, nhưng mà càng về sau á, càng nhân nhánh nhiều là nó tàn nó sẽ nhiều nha các bạn, là cây lúc đó nó đẹp lắm. Các bạn muốn trồng cây sứ nó đẹp á thì cứ các bạn phải xả tàn, chẳng hạn như là 1 năm các bạn phải xả 2 lần á, thì bắt đầu nó mới nhân nhánh lên, bắt đầu tàn nó mới tụ lại nha các bạn. Nhánh nó nhiều rồi tàn nó xum xuê củ của nó, với lại tàn nó thì nó phát triển vậy là nhìn cái củ với tàn nó rất là đẹp. Chứ còn nếu mà có củ không mà các bạn không xả tàn á, là cái nhánh của nó cứ lêu nghêu nó đưa lên, nó không có tụ lại được mà nó thưa thớt lắm, cái cây nó không có đẹp. Đó, bây giờ như vậy cái, nếu mà trồng bây giờ cái thời điểm này á, đến khoảng chừng tháng 9 tháng 10 á, còn mấy còn 3 tháng nữa là Tết á, tôi xả thêm 1 lần nữa, cứ mỗi lần cách khoảng chừng từ cái lúc mà lần trước mình xả đến lần sau mình xả thêm là cách nhau khoảng nó cái khoảng cách ở giữa cái nhánh này nè nó khoảng chừng 5-6 phân thôi. Đó là bắt đầu là các bạn lại xả thì lúc đó nó càng nhân lên nữa, từ 1 nó nhân 2, từ 2 nó sẽ nhân lên 4, mà từ 4 nó sẽ nhân lên 8. Đó coi như là cứ 1 năm các bạn xả tàn 2 lần là cái cây của các bạn nó rất đẹp. Đó, cái củ của nó bây giờ nó cũng là nó cứng lắm rồi các bạn. Đó chứ không phải là các bạn mà trồng vô mà nó mềm đâu. Đó thì cái củ này á, là hôm mà về tôi xả tàn thử ra nó mới lên tươi tốt như vậy. Thì hôm nay á, là tôi cũng chia sẻ lại các bạn là cách mà mình trồng làm sao mà cho cái lúc mà mình trồng lại á, xử lý cái cây xong rồi mình trồng lại sao cho nó phát triển tốt. Thì đó các bạn thấy là sau 25 ngày á, là
cây nó phát triển tốt như vậy đó các bạn. Còn nói chung ra ở đây thì buổi sáng thì tôi lấy được có tí xíu ánh nắng ở cái hướng đông này nè. Đó, buổi sáng là ánh nắng nó tạt vô đây là chỉ có từ sáng đến trưa là hết nắng rồi các bạn. Tại vì ở trên sân thượng tôi nó có cái mái che, bên này là bướng nhà người ta rồi. Đó, cho nên nhà cây của tôi, cái sân vườn nhà tôi nó không thiếu ánh nắng. Mà mấy cái cây này á, thì nó phải chịu ánh nắng 100% nha các bạn. Nó phát triển tốt á, là cũng nhờ ánh nắng á. Ánh nắng 100% mà nó phát triển tốt rồi, nó ra bông ra hoa tốt lắm. Còn nếu mà thiếu nắng á, là bông hoa nó ra không có được tốt đâu. Thì nói chung là tại mình cũng đam mê thử ra thôi, kệ nó, giờ mình cũng chơi thì mình cũng nó giờ nó phát triển sao thì cũng chịu vậy. Mà đúng ra nó phải có ánh nắng nó cả ngày nó mới phát triển tốt được các bạn. Thôi thôi mình cũng cho nó được có tí xíu nắng à, chừng 30-40% nắng à. Mấy cây trong này thì được chừng nắng chút xíu à, một tiếng hồ rồi 2-3 tiếng là ngoài này thì được 3-4 tiếng là hết nắng á các bạn. Nó nên thử ra rồi, cũng biết là tại vì mấy cây sứ này là tôi cũng mới mua về rồi tôi chơi thôi, thành thử ra có mấy cây sứ già kia thì nó nằm lâu rồi thì không nói. Đó, cái mấy cây sứ già trong này nè, đó thì cũng bao nhiêu năm mà cũng trồng mấy cây sứ già này đó, cho nên bây giờ tụi hôm Tết giờ rảnh thì bắt đầu là mới mua mấy cây sứ ghép với sứ Anh Dương với sứ Kỳ Duyên này về chơi. Thì bây giờ là mới chơi thấy nó phát triển tốt đó, mà chắc là bông hoa thì chắc nó không được tới đâu đâu, tại vì nó thiếu nắng đó các bạn. Thôi các bạn có vườn á, vườn thì để cho nó ánh nắng từ A đến Z thì nó phát triển tốt lắm nha các bạn. Nó thấy sau 25 ngày mà nó phát triển như vậy nè thì là cũng là tốt rồi. Mấy cây này tại vì tôi cũng để ở ngoài này cho nên nắng sáng từ sáng cho đến trưa nó mới hết nắng. Còn trong này thì nắng sáng có tí xíu à, đầu là chạy chạy từ từ ra ngoài này là hết nắng đó các bạn. Thôi giờ mình cũng xin chào cả nhà nhé. Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mình xin chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ mình xin chào.